Lý Á Nam, Vương Tổ Lam, chuyện tình đẹp của nàng hoa hậu và chú lượng TVB. Vương Tổ Lam là gương mặt quen thuộc của TVB qua nhiều bộ phim sau truyền hình. Anh được yêu thích bởi phong cách hài hước và khả năng diễn xuất linh hoạt qua các bộ phim Cẩm Tú Lương Duyên, Ba Điều Ước Của Quỷ, Vương Bài Đối Vương Bài, Đại Náo Thiên Trúc, Thực Vino. Do chỉ cao 1m63 nên Vương Tổ Lam có biệt danh là chú lượng VTB. Trong khi đó, vợ anh là diễn viên người mẫu Lý Á Nam cao tới 1m75. Chính vì vậy, cặp đôi thường bị trêu chọc là Bạch Tuyết và chú lùn. Lý Á Nam kém chồng 4 tuổi là Hoa hậu gốc Hoa quốc tế 2005. Cô từng đóng Bằng Chứng Thép 3, Cự Luân, Tuế Nguyệt, v.v. Tính đến nay, Lý Á Nam và Vương Tổ Lam đã kết hôn được 6 năm và có 2 cô con gái. Tổ ấm hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương của cặp sao khiến khán giả và đồng nghiệp trong giới không khỏi ngưỡng mộ. Nữ diễn viên cho biết thời điểm ban đầu cô và Vương Tổ Lam chỉ là đồng nghiệp bình thường. Chuyện tình cảm của họ bắt đầu tiến triển khi mẹ Vương Tổ Lam trực tiếp làm bà mối. Nữ diễn viên tiết lộ, lần đó trong một buổi tụ tập nghệ sĩ mẹ anh ấy lần đầu thấy tôi đã khen ngợi, cháu thực sự là cô bé ngoan ngoãn. Sau đó tôi và anh ấy bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn và tìm thấy nhiều điểm tương đồng. Tôi nói tiếng Hồng Kông không giỏi, chính anh ấy đã hỗ trợ chỉ bảo tôi nhiều. Á Nam tâm sự, chồng cô sinh ra trong gia đình hoàn cảnh, bố mất sớm vì ung thư, mẹ tần tảo kiếm tiền nuôi con ăn học. Chính vì vậy, chồng cô rất hiếu thảo với mẹ. Cũng như nhiều cặp đôi khác, Lý Á Nam và Vương Tổ Lam từng trải qua giai đoạn trục trặc chia tay. Tuy nhiên, khoảng thời gian xa cách giúp họ hiểu ra rằng tình cảm dành cho nhau là thật. Sở hữu chiều cao 1m75 trong khi chồng chỉ có 1m63, Lý Á Nam từng thừa nhận rằng chiều cao chênh lệch là một vấn đề trong mối quan hệ. Bản thân họ từng cảm thấy ngại ngùng khi bị những lời gièm pha trêu ghẹo của mọi người. Tuy nhiên, sau nhiều thăng trầm, cặp sao nhận ra họ có thể vượt qua thị phi để sống bên nhau. Hoa hậu nói dù Tổ Lam vóc dáng nhỏ nhưng suy nghĩ của anh lại không hề tầm thường. Anh ấy tâm sự với tôi từ rất lâu rằng muốn có một căn nhà thật rộng lớn, muốn dành cho mẹ anh ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất. Giờ đây anh ấy đã thực hiện được điều đó rồi. Lý Á Nam khen chồng là người có đầu óc thiên về tính chi tiết, cá tính độc lập, tài năng và đẹp trai. Mặc dù Tổ Lam thường bị chế giễu vì vóc dáng thấp bé của mình, Á Nam nói trong trái tim cô anh rất cao vì tất cả những phẩm chất tuyệt vời của anh. Tương tự, tài tử Vương Tổ Lam cho rằng Lý Á Nam là một người vợ xứng đáng được hơn 200 điểm. Anh thốt lên với báo chí, điều quan trọng với người đàn ông là phải tìm cho được một người phụ nữ của cuộc đời mình. Cô ấy phải là hiện thân của sự duyên dáng, ngọt ngào, và đối với tôi, đó là cô ấy. Tôi luôn cảm thấy rất biết ơn vì cuộc hôn nhân của chúng tôi rất đơn giản và hạnh phúc. Chúng tôi nói với nhau anh yêu em và em nhớ anh mỗi ngày. Khi vợ ở trong phòng ngủ, tôi nhớ cô ấy, ngay cả khi tôi chỉ ở trong bếp. Tôi cá rằng bất cứ ai sợ sến để muốn tránh xa chúng tôi. Được vây quanh bởi ba mỹ nhân trong nhà, Vương Tổ Lam là người đàn ông duy nhất và chiếm phần thiểu số. Anh nói chẳng bao lâu nữa các con gái sẽ cao hơn anh. Lý Á Nam cũng khẳng định phụ nữ trong nhà chắc chắn đều cao hơn người đàn ông còn lại. Con gái lớn của chúng tôi, Gabrielle, đã vượt qua chiều cao tiêu chuẩn của hơn 300 triệu người. Mới 2 tuổi nhưng con bé đã cao 85cm, bằng nửa chiều cao của bố. Chồng tôi cứ lo lắng không biết con bé sẽ thế nào khi nó 12 tuổi. Tôi tăng thêm 1cm sau mỗi lần sinh con, nên hiện giờ đã tăng thêm 2cm. Chồng tôi bảo tôi không nên sinh thêm con nữa. Trong khi đó, Tổ Lam bày tỏ rằng anh không biết liệu họ có sinh thêm con hay không. Hiện tại chúng tôi đang hạnh phúc với 2 đứa con. Trước đó chúng tôi đã lên kế hoạch có 2 đứa con trong vòng 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, vợ tôi thiệt thòi nhiều, cô ấy không thể ăn những món yêu thích. Ngay cả khi nằm mơ, cô ấy cũng nghĩ đến đồ ăn nguội và những đồ ăn vặt khác từ những ngày chúng tôi hẹn hò. Nói về hai công chúa, Vương Tổ Lam chia sẻ, con gái út của tôi sinh ra giữa trận đại dịch, nhưng con lớn lên bình yên nên chúng tôi đặt tên con là Hoa Chiên. Chúng tôi cũng chọn cái tên này để ghi nhớ ngày sinh của con ở Thượng Hải. Con gái lớn được gọi là Chan Quan vì tôi thực sự yêu thích âm nhạc. Khi còn trong bụng mẹ, em bé thường quẩy đạp khi nghe nhạc kịch chứ không phải nhạc pop. Tôi cảm thấy con bé có sự hiểu biết bẩm sinh về âm nhạc. Bên cạnh chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Vương Tổ Lam cũng đang rất nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Trở lại TVB với tư cách là giám đốc sáng tạo, nhiều tin đồn cho rằng Tổ Lam sẽ quay một bộ phim hài lịch sử vào tháng 4 tới, anh tiết lộ. Chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch nhưng giờ đây thì ekip đang tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng giữa các chương trình tập kỹ và các sản phẩm phim truyền hình. Với rất nhiều ý kiến dành cho TVB rằng đài nên có nhiều chương trình trò chơi và ca hát hơn, Vương Tổ Lam nhận định rằng ngay bây giờ điều quan trọng là phải tìm kiếm sự thống nhất trong công ty. Vương Tổ Lam nói, tôi đi làm mỗi ngày vì tôi cũng là một nhân viên, tôi hy vọng sẽ làm việc tốt và hạnh phúc với công ty giống như những gì tôi đã có trong cuộc hôn nhân của mình.